Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạt Computer. Các bạn có thể thấy là rất nhiều những mẫu laptop gaming sử dụng vi xử lý hiệu suất cao đời 8 nó đã được ra mắt rồi đúng không? Nhưng mà hiệu suất của nó có thực sự để đáng để nâng cấp hay là không? Và nó có được nâng cấp nhiều hay là không? Thì trong video này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Có cách nào không phải tự build mà vẫn có PC chơi game ngon giá rẻ không nhỉ? Có đấy, vừa rẻ vừa ngon luôn là đằng khác. Nếu như các bạn là một game thủ có hồng bao không quá lớn nhưng vẫn muốn mua một bộ PC để chiến game mượt thì hãy tới ngay Hạt Computer để mua ngay một bộ PC HNC Professional Gaming với nhiều tên mã khác nhau như là P1, P2, P3 và mức giá trải dài chỉ từ 7 triệu cho tới 20 triệu đồng, được xây dựng bằng những linh kiện được chọn lọc cũng như là tối ưu nhất dành cho các bạn. Các bạn có thể thỏa sức lựa chọn và chiến game một cách mượt mà nhất có thể. Hãy tới ngay showroom gần nhất của Hạt Computer để mua ngay một bộ PC gaming về với mức giá chỉ từ 7 triệu đồng mà thôi. Đầu tiên sẽ phải điểm qua một chút thông tin về những vi xử lý mới này đã. Nếu như trước đây những vi xử lý hiệu suất cao, các bạn sẽ thấy đuôi của nó sẽ có chữ HQ đúng không? Như là i5-7700HQ hay là 7700HQ. Thì với những vi xử lý hiệu suất cao đời mới này, nó sẽ bỏ chữ Q đi bởi vì nó được nâng số lượng nhân lên rồi. Nó không phải là Q, là quát nữa và bây giờ nó đã nhiều nhân hơn. Và nó sẽ chỉ giữ lại là chữ H mà thôi, có nghĩa là chữ High Performance hiệu suất cao ấy. Và với những vi xử lý mới này, có nghĩa là 8350H và 8750H. Các bạn sẽ có được nhiều nhân hơn, nhiều luồng hơn và đương nhiên các bạn sẽ có một hiệu năng tốt hơn và nó chắc chắn sẽ mạnh hơn là dòng vi xử lý U. Bây giờ mình sẽ show lên cho các bạn xem một bảng so sánh. Chúng ta có thể thấy là Intel Core i9 và Intel Core i7 thế hệ 8 nó đều có 6 nhân và 12 luồng xử lý. Có nghĩa là hiệu năng của nó hoàn toàn có thể tăng thêm từ 40 đến 50% so với cả i7 đến i7. Và i5-8300H nó được tăng lên là 4 x 8 luồng tương đương với cả i7-7700HQ. Rồi Sunny Tour Boost nó cũng đã được nâng lên, bộ nhớ cách cũng được nâng lên luôn. Và đương nhiên nó sẽ mạnh hơn, đồng nghĩa với việc là nó sẽ tốn điện hơn và nóng hơn. Chính vì thế các hãng đã cập nhật rất là nhiều về công nghệ tản nhiệt trên những mẫu laptop mới của mình. Vấn đề về nhiệt độ thì các bạn sẽ không cần phải quá quan tâm ở thế hệ trước bởi vì nó chỉ có 4 nhân mà thôi. Và xung tua boost nó cũng không quá là cao, thế nên là nhiệt độ nó cũng sẽ ở mức tương đối và nó không quá gây khó chịu cho hệ thống tản nhiệt của các bạn. Và đương nhiên là nó sẽ ít bị throat. Nhưng bây giờ là 6 nhân và xung nhiệt boost rất cao, hệ thống tản nhiệt của các bạn mà hoạt động không ổn, chắc chắn CPU của bạn sẽ bị throat và hiệu năng của nó cũng sẽ giảm theo. Nhìn vào xung nhiệt mặc định của những CPU thế hệ từ 8 ở trên laptop nó có vẻ thấp đúng không? Nhưng mà những mẫu laptop này nếu như các bạn có một nhiệt độ đủ mát thì xung của nó sẽ được boost lên rất cao. Ví dụ như là i7-8750H nó có thể boost xung đa nhân lên tới 3.9GHz. Nó cao hơn là i7-7700HQ, nó chỉ có thể boost lên là 3.4GHz mà thôi. Hay như con i5-8300H cũng 4x8 luồng như là i7-7700HQ, nhưng mà xung boost lên tới 3.9GHz. Nói chung với những vi xử lý thế hệ mới đời 8 ở trên laptop, càng mát các bạn sẽ càng mạnh và càng mát nó sẽ càng ổn định. Có thể hai mẫu laptop nó có cùng một cấu hình giống nhau, nhưng mà một mẫu laptop có hiệu năng tản nhiệt tốt hơn thì nó sẽ có hiệu năng tốt hơn cũng như là nó sẽ chạy một cách ổn định hơn. Nếu như sau video này mà mình có thời gian rảnh ấy thì mình sẽ test qua tất cả laptop của tất cả các hãng sử dụng vi xử lý là Intel Core i7-8750H xem hãng nào sẽ có hệ thống tản nhiệt tốt nhất. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng benchmark xem vi xử lý đời 8 nó có mạnh hơn đời 7 nhiều nhá. Chắc chắn là nó sẽ mạnh hơn, nhưng mà mạnh hơn có nhiều hay không thì bây giờ chúng ta sẽ cùng test nhá. Đầu tiên chắc chắn sẽ là bài test huyền thoại, đấy chính là Cinebench R15. Với bài kiểm tra đơn nhân nhờ lợi thế là xung nhiệt tua boost rất cao, thế nên là những vi xử lý đời 8 nó hoàn toàn vượt trội so với cả đời 7, với mức chênh lệch khoảng tầm 10% so với cả i7-8750H và i7-7700HQ. Nhưng mà đơn nhân nó chỉ là một phần thôi, đa nhân mới là cái chính mà các bạn quan tâm nhất, bởi vì số lượng nhân đã được nâng lên rất nhiều. Kết quả nó không quá bất ngờ khi mà i7-8750H nó mạnh hơn tận 50% so với cả i7-7700HQ, và i5-8300H nó cũng mạnh hơn một chút so với cả i7-7700HQ. Thường thì Cinebench R15 nó chỉ là một bài test nhanh và có độ tin tưởng khá là thấp, nó ở mức trung bình mà thôi. Thế nên là chênh lệch như thế này cũng đã rất lớn rồi, các bạn cũng có thể dễ dàng đưa ra quyết định của mình. Chuyển qua một bài nặng hơn là BodyMark 11, ở phần điểm vật lý thì sự khác biệt rất là rõ rệt. Các bạn có thể thấy là i7-7700HQ nó vẫn tụt lại phía sau với cả những vi xử lý H đời 8. Rồi là BodyMark FireStride, ở phần điểm vật lý nó cũng như vậy luôn. Sức mạnh vật lý của 6x12 luồng kết hợp với cả xung nhiệt tua boost cao nó là quá lớn. Nó đánh bại hoàn toàn những cả CPU đời cũ và mang lại cho người dùng một trải nghiệm hoàn toàn mới về tốc độ. À mà nãy giờ mình benchmark những CPU này là mình đang benchmark trong điều kiện lý tưởng nhá. Có nghĩa là hệ thống tản nhiệt tốt và đảm bảo là nó sẽ chạy hết hiệu năng. Nếu mà các bạn sử dụng một mẫu laptop mà có hệ thống tản nhiệt kém ấy thì chắc chắn CPU của bạn sẽ bị throat và hiệu năng sẽ không cao được như thế này đâu.
Chuyển qua test thực tế với bộ phần mềm Adobe Premiere thì đây là một phần mềm thực tế mà được rất nhiều người quan tâm. Không cần phải test thì mình cũng đoán được là nó sẽ mạnh hơn và mạnh hơn như thế nào rồi. Bởi vì các bạn có nhiều nhân để render nhanh hơn, xung nhịp mode cao hơn để preview tốt hơn. Và kết quả đúng như mình đoán thì nó mạnh hơn con i7-7700HQ và nó mạnh hơn rất nhiều so với cả i7-8500U. Về game thì thực ra là mình không muốn nhấn mạnh vào lắm bởi vì sự khác biệt là không nhiều. Các bạn sẽ rất khó để có thể nhận ra giữa sự khác biệt của đời 7 và đời 8. Nhưng mà những vi xử lý dòng H này nó được trang bị trên hầu hết tất cả những mẫu laptop gaming. Thế nên là mình cũng sẽ nói qua một chút. Trong quá trình test của mình, nếu mà các bạn chỉ có chơi game không và không bật FPS ở trên góc ấy, thì các bạn sẽ rất khó để nhận ra sự khác biệt giữa i7-7700HQ, i5-8300H và i7-8750H. Nó sẽ rất để khó để có thể nhận ra. Nếu như các bạn chịu khó soi ấy, thì các bạn vẫn có thể nhận ra được. Nhưng mà nếu như các bạn tắt cái FPS đi thì các bạn sẽ không thể nào mà nhận ra được luôn. Và dù sao nữa thì đa phần game hiện tại thì nó cũng chưa thể nào mà tối ưu được hết CPU, mà nó chỉ tối ưu được 100% GPU mà thôi. Nên là bây giờ nhu cầu của các bạn chỉ có chơi game hay là sử dụng một cách thông thường hàng ngày thì mình sẽ recommend cho các bạn sử dụng là i5-8300H. Nó dư sức để cân những tựa game cho các bạn luôn. Còn nếu như các bạn muốn làm việc nữa, làm việc cách chuyên nghiệp thì nên nâng CPU lên là i7-8750H. Vừa rồi mình đã benchmark qua cho các bạn về những phần mềm liên quan tới đồ họa cũng như là game. Nó sẽ là như vậy, nó rất là mạnh đúng không? Nhưng mà với những phần mềm thuần tính toán như là simulator kiểu như là MATLAB thì sao? Kết quả khá bất ngờ là i7-8750H nó tương đương với cả i7-7700HQ và có phần thua kém so với cả i7-7820HK. Nếu như bạn nào chưa biết MATLAB là gì thì đây là một phần mềm simulator được rất nhiều dân kỹ thuật về điện sử dụng và nó gần như chỉ sử dụng sức mạnh của CPU thôi, thế nên đem ra để so sánh cũng rất là thú vị. Thực ra với đa phần bài test của mình từ render 3D cho tới 2D rồi là encode, decode thì i7-8750H nó đều nhỉnh hơn so với cái i7-7700HQ hay thậm chí là i7-7820HK, nó hơn khá là nhiều. Còn i5-8300H nó sẽ nhỉnh hơn so với cả i7-7700HQ một chút. Chỉ một phần nhỏ những ứng dụng kỹ thuật riêng biệt thôi thì i7-8750H nó mới tương đương với cả i7-7700HQ. Như vậy với đa phần phần mềm thì i7-8750H nó đều cho điểm số vượt trội so với cả i7-7700HQ và i5-8300H nó nhỉnh hơn một chút so với cả i7-7700HQ. Thì việc lựa chọn những vi xử lý thế hệ 8 này của các bạn là rất thông minh và rất đáng để lựa chọn. Nếu mà các bạn có đang sử dụng là 7700HQ hay là 7300HQ và các bạn muốn nâng cấp lên những vi xử lý đời 8 này thì nó vẫn là đáng để cho các bạn nâng cấp, chứ không phải là như kiểu 6700HQ thì không đáng để nâng lên 7700HQ, mà 7700HQ rất đáng để nâng lên 8750H. Và với những vi xử lý đời 8 như thế này nó rất là mạnh, nhưng mà nó mạnh thì nó cũng sẽ đi kèm với cả những điểm yếu như là nó sẽ tỏa ra rất là nhiều nhiệt và các bạn sẽ cần một hệ thống tản nhiệt đủ khỏe để có thể kéo được một hệ thống như thế này. Và với bài test của mình đây thì mình đang test trong điều kiện là rất là lý tưởng, có nghĩa là hệ thống tản nhiệt rất là tốt và tất cả mọi thứ đều đạt ở hiệu mức tối đa, hiệu năng sẽ đạt mức tối đa. Nếu mà các bạn có mua những vi xử lý mà như là 8750H ấy thì các bạn nên lựa chọn những mẫu laptop có hệ thống tản nhiệt tốt một chút. Còn nếu như các bạn mua những mẫu laptop mà sử dụng như là i5-8300H thì các bạn vẫn hãy cứ lựa chọn một cách bình thường mà thôi. Bởi vì i5-8300H nó chỉ có là 4 nhân và 8 luồng thì nó vẫn giống như là i7-7700HQ, nhiệt năng tỏa ra là không quá nhiều như là 6 nhân 12 luồng. Thế nên là một mẫu laptop có hệ thống tản nhiệt trung bình là đã có thể đáp ứng được rồi. Mặc dù i5-8300H nó không phải là mạnh nhất nhưng mà mình đánh giá đây là CPU đáng để các bạn lựa chọn nhất. Bởi vì sao? Mặc dù nó không mạnh như là i7-8750H nhưng mà nó vẫn có 4 x 8 luồng tương đương với cả i7-7700HQ. Nó dư sức để các bạn chơi game. Chơi game nó không khác biệt nhiều giữa i5-8300H và 8750H. Rồi về hiệu năng làm việc nó có thể thấp hơn là i7 nhưng mà nó vẫn có thể đáp ứng được cho các bạn sử dụng một cách thông thường. Chỉ có là 4K các thứ thì nó sẽ không làm tốt như là i7 mà thôi. Rồi nếu mà nó có hiệu năng thấp hơn thì nó cũng sẽ có khả năng tỏa nhiệt thì nó cũng ít hơn so với i7. Thì tỏa nhiệt ít hơn đồng nghĩa với việc là các bạn sẽ cần một hệ thống tản nhiệt vừa phải, không cần phải những mẫu laptop cao cấp để kéo một CPU như thế này. Thì các bạn sẽ đầu tư ít chi phí hơn và CPU của bạn cũng sẽ mát mẻ hơn. Ý kiến của bạn như thế nào về những CPU đời 8 như thế này? Còn mình thì mình đã rất ưng em 8300H rồi đấy. Các bạn hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.